từ khi cô này xuất hiện xong thì thế giới bắt đầu đảo lộn, từ ngành y tế cho tới mọi ngành nghề khác đều bị đảo lộn nha. Trong y khoa cũng bị đảo lộn nha. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái tâm trạng gì các anh chị? Luôn luôn lo sợ. Lo sợ là gì? Kéo dài, ví dụ chúng ta sợ có ngày thì kéo dài tới nay là bao nhiêu tháng các anh chị? Sắp xỉ 1 năm đến nơi rồi. 2 tháng, 10 tháng. Sợ không? Sợ không? Chán hay không sợ thầy? Nghe là sợ không? Không sợ. Mãi rồi thầy. Vậy thì nó tạo cho chúng ta tâm trạng là thấy cái này dịch bệnh bị lại, rồi nó làm cho là kinh tế sao ảnh hưởng đúng không anh chị? Thu nhập chúng ta bị ảnh hưởng, đời sống còn khó khăn, đó là một trong những cái ảnh hưởng tới cuộc sống ta. Vậy thì nó sẽ tác động vào tâm thần của chúng ta ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái thái độ tâm thần của người tiến bộ ha. Để thỏa mãn tâm thần của người tiến bộ thì sao các anh chị? Chúng ta vào điểm chính nè. Đầu tiên chúng ta phải vào điểm chính thì cái đã. Còn buôn lậu này nọ thì một phần buôn cấp ma túy hay là của cấp, tự nhiên là cái tâm trạng chúng ta rất là lo sợ ha. Không buôn lậu, không chiếm đoạt, không chèn ép người khác, khi cần có thể hy sinh việc chung việc lớn. Ví dụ các anh chị học chung đây, các anh chị chia sẻ dữ liệu với nhau, đó là việc chung nha, phải hy sinh vì tập thể chứ đúng không? Ví dụ kế bên ta có ví dụ vậy nha, không chèn ép. Chèn ép nghĩa là sao các anh chị? Nhiều khi làm chung cơ quan cái mình hay mất nước cho cấp trên để đi một bạn đồng nghiệp nào đó, một đồng nghiệp nào đó của mình, điều đó là không nên. Tại vì từ cái đó nó tạo ra tâm trạng chúng ta sao các chị? Người ta gọi là gì ạ? Phù người hại mình. Theo các chị cái chữ phù người hại mình là sao? Phù người có nghĩa là gì? Cấp phù người ta. Mà tại sao hại mình? Khi chúng ta phù người ta thì sao ạ? Chúng ta giận không? Chúng ta cảm ước không? Vậy thì tích giận cảm ước ảnh hưởng gì của đảng nào? Mình không có nghi, mình sẽ hiểu cái đó rất rõ các anh chị. Còn người xưa là chỉ đưa ra vậy thôi. Nhưng khi chúng ta gặp con nghi, chúng ta sẽ phân tích rõ. Chúng ta phân tích dạng ai đó, chúng ta căm ghét ai đó, là chúng ta có chỉ mọi mưu kế này họ để chúng ta trang trí chúng ta đang gì à? Một chết. Một chết. Càng hóa buồn xíu mà đang có bệnh cao quá thì sao các chị? Dễ bị đột quỵ. Cái tên đạt quan. Đúng mà. Rồi nhiều khi chúng ta giận người khác nó nổi và chúng ta sẽ không ngủ được nha. Được các chị. Rồi. Rồi tiếp nữa. Rồi. Vậy thì các trạng thái tâm thần này nó sẽ ảnh hưởng sao vô sức khỏe của ta các chị? Ví dụ như tinh thần thì sao ạ? Vui mừng, tin tưởng. Ví dụ các chị học hôm nay các chị lạc quan, các chị tin tưởng, các chị vui mừng thì dĩ nhiên các chị học sẽ rất là dễ vô, dễ nhớ. Còn tôi làm cho các chị luôn ức chế thì sao à? Các chị sẽ cảm thấy là rất là khó học, rất vô đó. Rồi về thì khi lo lắng quá không ngủ được ha, rồi buồn rầu vân vân. Vậy thì mình hiểu ra khi chúng ta hưng phấn lên, cơ thể chúng ta sẽ dễ hấp thụ hơn, dễ bị thu hơn. Còn chúng ta bị ức chế, cứ ngày nào về cũng bị vợ la á, ức chế nha, ức chế về nhà ha. Hả, có nhiều không? Ngoại tình là vậy đó, về ngày nào cũng bị vợ la tức phát lên. À, cái bà hàng xóm bả bả chú đáo á, bả đã ức chế mà nó làm hưng phấn phải vậy mấy ông. Vậy thì chúng ta phải hiểu là gì ạ? Những trạng thái này chúng ta phải lưu ý. Và nếu mà trạng thái này chúng ta để lâu dài hiện giờ nè, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái hiện giờ của xã hội, lo lắng dịch bệnh,
lo lắng về kinh tế, về cơm áo gạo tiền. Bây giờ không kinh doanh được, không buôn bán được. Bây giờ trước đây năm rồi, vào thời điểm đó là doanh số phải vậy, bây giờ đều tụt hết. Có một chị bạn, chị bán quán cơm ở quận 10, nhà chỉ mặt tiền. Một tháng trước đây chỉ phải dư ít nhất cũng phải 30 triệu. Bây giờ một tháng chỉ không dư được 30 triệu, mà mỗi tháng chỉ phải bù lỗ 15 triệu. Từ nhà mặt tiền thì thầy vậy thì các thấy là các chị thấy là 15 triệu mà từ đầu năm tới giờ vậy thì phải bỏ tiền túi rồi lo lắng ta chưa được nào nó lại còn được như vậy thì nếu ở trạng thái tiêu cực này mà kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng theo cái đồng ý chúng ta là gì à? Tư là gì à? Tư là lo nghĩ, là hại tì, nộ là vui ca, nộ là gì các chị? Nộ là tức giận. Đó, các chị đã nói đó. Một người hại tình là gì? Khi mình thấy nó tức giận lên, không thù hận, thì nộ khí mình nó sẽ lên. Nó sẽ tổn hại cơ thể mình trước. Chứ không có nói là mình chưa làm gì được người ta, nhưng mà chính cơ thể chúng ta, chính cái pháp tình của chúng ta, nó là hại nạn của chúng ta. Này là một cái hại mình đó. Vậy thì mình phải làm sao cải thiện cái dưới này, phát triển này lên, đúng không? Cuộc sống mình phải vui mỗi ngày chứ mắc mớ gì phải buồn rầu, phải đâm chiêu, phải thù hận để chi? Cuối cùng là người mình lúc nào cũng nhìn thấy trời ơi thấy quái quá, nhìn cái mặt còn lúc nào cũng khó làm đâm vui quá không được đâu nha. Rồi hỷ là phương tâm, vậy thì vui mừng quá nó sẽ hại tâm. Cười vừa vừa thôi ha. À, con gái con lứa gì mà cười quá thì đó trời ơi hiểu không, có nghĩa là mình cũng phải kiểm soát. Rồi vi là tương phế, buồn rầu đó, ví dụ bị bồ hỏa buồn rầu quá nước mắt chảy xuống hình hài sao à, tiêu tỷ phải tương phế không, phế chủ bị mau nhìn trời ơi phải kẹo tóc tơ đi buồn sầu hả, có gì phải buồn rầu các chị, không có ngày kiếm khác hay không, trời ơi thế giới này 7 tỷ người không lẽ mình kiếm được không được một người đúng không? Rồi khủng thì thương thận, khủng là sao à, lo sợ, có nhiều người cứ tối ngày lo sợ các chị, đặc biệt là những người bị bệnh trầm cảm ở giai đoạn này nè, là người ta bị trầm cảm rất nhiều. Thì như vậy họ luôn họ sợ lắm, cái gì cũng sợ cho nó đúng không, sợ lắm. Vậy thì cái khủng này nó sẽ hại thận, mà các chị nhớ là nó là một vòng luẩn quẩn. Khi chúng ta bị những cái thất tình này nó làm nhiều lên, nó sẽ tổn thương cơ quan đó. Ví dụ như nói khủng là nó hại thận, thì khi thận bị bệnh rồi nó sẽ tạo ra cái triệu chứng lo sợ, cái vòng luẩn quẩn hơn, rồi lo sợ hại thận, mà thận bị suy nó lại tăng cái triệu chứng lo sợ, nó là cái dòng luẩn quẩn. Vậy thì chúng ta phải cắt nó đi, không phải dùng kéo để cắt, mà chúng ta phải luyện nó nha. À, giống như người ta gọi là luyện linh đơn đó, luyện linh đơn luyện cũng phải dưỡng lớp nó mới ra được ha. Vậy thì một trong những môn mà chúng ta có thể luyện á, dưỡng sinh. Giờ này giờ chăm cứu nhưng mà tôi giới thiệu anh chị môn dưỡng sinh luyện được. Dưỡng sinh nè, khí công yoga nè, đó là những môn luyện về tinh thần. Nhưng mà cái môn dưỡng sinh của chúng ta đó là cái môn mà bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng á, cụ Nguyễn Hưởng mất rồi đó, cụ đã tích hợp từ khí công yoga nhiều cái phương pháp của các nước Đông Á, đặc biệt là châu Á nói chung nè, để mà ra cái phương pháp dưỡng sinh. Nên các anh chị sẽ thấy là trong đó rất nhiều bài mà những anh chị nào mà dạy yoga sẽ thấy rất là giống bên yoga với bên khí công ha. Rồi, vậy chúng ta phải luyện ha. Rồi, vậy sao? Chúng ta phải chủ động đối phó với những tình huống đúng không? Ví dụ, những người thi chúng ta phải đoán tư tưởng gì à? Không thanh gì đó. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng trước. Lỡ thi rớt thì sao à? Không có sao đâu. Nhiều khi học lại còn giỏi hơn nữa. Mấy bạn kia đào cao đôi rồi luôn từ lớp chấm lớp 7 gì gì 6 việc này thuộc đầu tao luôn, ví dụ vậy. Ví dụ thôi ha. Dạ. Được các chị. Thì
ta nói ví dụ như giờ người thân mất thì các anh chị đưa ra lý luận gì ạ? Có người thì phản ứng là sao? Khóc gào thét. Có người thì đứng như trời trồng vậy đó. Mấy ngày nhìn giống như người ta gọi là tâm thần vậy đó. Hậu quả rất nguy hiểm các anh chị. Vậy thì chúng ta phải hiểu đó là quy luật sinh lão bệnh tử. Đó là quy luật rồi thì không thể giữ lại nữa. Đúng không ạ? Để làm chi ạ? Để làm vơi đi cái nỗi đau. Đương nhiên rồi. Ví dụ như thấy người yêu đi chơi với người khác thấy vui mừng chứ. Vui đúng như vậy. À, tại có người quan tâm tới người yêu mình đỡ phải lo nữa. Thầy có gì phải buồn đầu á, đúng không các chị? Không. Bây giờ thay vì bữa đó mình phải chở cô ấy đi ăn cánh gà chiên bơ gì thì hiện nay có người chở là mình đỡ. Không sao mình sẽ chở. Vậy thì các chị phải lưu ý là gì ạ? Không nhất thiết là mình phải cùng bộ vàng nha, cùng bộ vàng kết luận nha. Nhiều khi đó là anh em họ hàng gì của người ta là sao tự nhiên mình ghen lên thì rồi nhiều khi nhào vô quýnh coi chừng là kỳ ha. Đó. Hoặc là ví dụ như nghe đồng nghiệp nói xấu mình cái mình tức lên thì như vậy là phản ứng của mình là gì ạ? Vậy thì như vậy thì những cái nỗi đau khổ tức giận thất vọng đó sẽ ảnh hưởng tới chính con người chúng ta. Ví dụ chúng ta đang học đây nó sẽ ảnh hưởng gì không ta? Ví dụ chúng ta đang công tác chúng ta sẽ sao nhãng gì công tác ta, nhiều khi chúng ta sao nhãng quá thì đủ việc mất việc nó lại càng nghiêm trọng hơn nữa các chị. Hoặc là đôi khi những người đang có bệnh nền hay đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim nha. À, tí còn thời gian tôi sẽ nói sâu về cái đột quỵ này để các anh chị hiểu là tại sao ví dụ như ông Chí Tài chết á để mình hiểu về đột quỵ. Rồi biện pháp đối phó là sao các anh chị? Vậy thì đứng trước những tình huống chẳng ai xảy ra, ví dụ ngày trời rồi đó còn điểm ai đâu hết mình cũng muốn điểm mà thì đầu tiên các chị phải làm sao à? Cười chứ, cười cái gì? Cười, cười là gì à? Cười gì nhỏ. Tại vì hồi nhỏ giờ lớp hoài chị thì nhỏ đúng không? Còn cái đùa lớp nhiều như thứ quen sợ hết chị. Bởi vậy thì chị còn mình thường các chị cũng quen rồi ở đầu mẹ được mà nên là con rất được đúng không? Trời ơi, trời học cả đời không ai mà không rớt các chị đúng không? Cái chuyện đó là chuyện bình thường, các chị phải nghĩ là gì à? Thì rất là bình thường mà thi không rớt là không bình thường nhé. Thi không rớt là không bình thường, còn rớt là bình thường. Nên là cái chuyện thi rớt không phải mình học dở thôi không? Thôi nhiều khi chúng tổ không có người đã nhà có giỏi vậy nhiều khi có đem tài liệu rồi mà có đó mỗi sáng chúng ta vui vẻ à, đánh răng chiếc miệng nhìn vui cười cái đi ra đường gặp đồng nghiệp cười cái là tôi thấy vậy là cũng ổn rồi các anh chị. Mà mắt mới vẫn cười các anh chị, mình mà đem một bộ mặt căng thẳng, nhất là mình là thầy thuốc nữa à, dù sáng bị vợ chửi rồi vô gặp bệnh nhân mặt hầm như thế này có phải xui không? Xui quá. Hiểu không các chị? Vậy thì chúng ta phải đem một bộ mặt sao ạ? Vui vẻ, mới gì phải buồn rầu ha. Vậy thì khi chúng ta gặp một tình huống mà chúng ta nghĩ rằng là không có lợi, là xấu gì đó, là đau khổ gì đó, thì trước mắt chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết nó nha. Đầu tiên chúng ta phải xem những vấn đề, ví dụ như phân tích về quy luật. Quy luật tất yếu là gì ạ? À, ví dụ như em hai bị chồng bỏ thì quy luật đó là quy luật gì à? Duyên nợ thôi, mọi người yêu bỏ là duyên nợ đó, là duyên nợ, có duyên thì mà không có nợ thì hết rồi, cũng nghe
Nhiều đó là sợ đấy. Vậy thì nếu mà họ chẳng ai bỏ nhau thì sao các chị? Vậy thì chúng ta phải nghĩ là thì đâu mà buồn, tại vì chưa chắc người ta hơn mình, nhiều khi mình level mình còn hơn người ta nữa, mình sẽ là chủ đạo bỏ trước, mình cao thượng mình bỏ trước. Say goodbye chưa? Vậy thì chúng ta phải xem những quy luật, ví dụ nãy tôi nói đó, người thân mất đó là một quy luật tất yếu của sanh lão bệnh tử rồi. Dĩ nhiên mình buồn trong lòng nhưng mình hiểu là gì, mất rồi cũng không sống lại được, đó là quy luật của sanh lão bệnh tử. Còn nếu chúng ta ôm nỗi đau đó kéo dài năm này tháng nọ thì cũng không thoát khỏi bệnh về tâm thần, vân vân, rất nguy hiểm. Và điều đó là gì? Không tránh khỏi nha các anh chị, đó là quy luật rồi. Không có ai sống 200 tuổi, 300 tuổi, điều đó là quy luật. Nhưng dĩ nhiên chúng ta có đau buồn, nhưng chúng ta hiểu đó là quy luật, chúng ta phải chấp nhận để vượt qua cái nỗi đau đó. Đã, vậy thì trước hết chúng ta phải phân tích vấn đề đó là gì, nguyên nhân tại sao ha, và chúng ta phải tìm giải pháp chứ đừng vội quyết định liền, đúng các chị. Giải pháp chúng ta phải đưa ra nhiều giải pháp, ví dụ hủy bỏ. Ngày xưa tôi có bệnh nhân ăn tướng ngon phong độ, phong độ lắm, tôi nhìn thấy cả lắm, mình đàn ông mình thấy cả đây chị phụ nữ. Cái anh bị vợ anh bỏ, gọi là bồ chứ chưa vợ, lấy gì kiều anh mất ngủ mấy tháng trời, cuối cùng anh bị bệnh, mình đó chỉ có đàn ông không biết bệnh gì à, bệnh liệt dương. Ta nói chỉ có đàn ông mới biết rồi, khổ ghê các anh chị, bệnh đó là bệnh mình khổ. Hay là nó bỏ là bị giống như vậy mà dùng chăm cứu. Dùng chăm cứu, sau đó thần kinh anh ổn định và khôi phục lại được nguyên khí. À. Ghê không? Cái đó là, đấy chăm cứu chữa được đấy. Bệnh mà do người ta bị tâm lý mà người ta bị liệt dương, chúng ta có thể chăm cứu chữa cho họ được. Thiệt mà, cái đó là có thiệt nha, chứ không phải nói chơi nha. Có thiệt. Sợ là cái cô đòi mà vì ông làm cái gì vậy? Đó là bạn tôi nè, chính là bạn tôi. Thì hai người quen nhau, anh này là đạo Phật, anh cô này là đạo Công giáo, Công giáo rồi là Công giáo hầu. Thì hai người quen nhau lắm, anh này thì nhỏ xíu con là luôn, nhưng anh rất giỏi, còn chị này thì đẹp gái. Nha, con gái cô này vậy đó. Trời ơi. Thì quen nhau lâu mà không cho cưới, ở nhà gần nhau à. Nhà có con đường á, anh này nhà này còn tiền thì đi lại xíu là nhà cô kia trong hẻm cũng ở một số hơn. Mà ông nhất quyết ông không chịu gả. Rồi, cái cuối cùng ông gả cho Diễm Kiều. Đồ của anh này cũng buồn rầu. Buồn, buồn chứ tại vì người ta thương thật lòng mà, vì vấn đề tôn giáo thôi mà. Không, anh này thì ảnh không có theo đạo giáo, ảnh không chịu, còn bên kia là không theo cả, thì bắt đầu gả Diệu Kiều. Thì anh này ảnh còn nghĩ tới ý định là ảnh muốn làm thủ tục sao để ảnh đi qua Mỹ. Có tư tưởng nghĩ như vậy á các chị, có nghĩa là khi người ta yêu quá rồi người ta nghĩ một cái gì đó để đi vượt qua cả cái đối thủ mình. Thì rồi ảnh buồn. Cứ chiều chiều anh gọi điện đi nhậu, cứ đi nhậu biết là các chị muốn quen thầy không? Quen ở thành phố đây mà, nhà ở quận Tân Bình á, cứ đi nhậu biết à, một thời gian rất dài các anh chị mới tạm quên được cô đó. Thì sau này lấy vợ nhưng vẫn không quên được cô đó các anh chị, có nghĩa là một cái mối tình mà cũng rất là nặng. Thì các chị thấy không phải là ông không suy tình, các chị rất là suy tình nhưng mà rất là tội nghiệp, nhưng sau này thì cũng ổn. Cô kia thì cũng có chồng con, rồi anh này cũng có vợ có con, nhưng mà họ cũng tạm gác lại cái chuyện ngày xưa. Chứ tôi thấy những cái chuyện tình cảm nó cũng, nhưng mà điều đó sao các chị, rất là nguy hiểm ha, nếu mà anh nhậu mà tiếp tục nhậu tới giờ luôn thì sao? Chắc sơ gan chết rồi các anh chị, thì cũng thời gian thôi.
cũng cả tháng á. Cả tháng á các anh chị. Chủ yếu là mình ra về mình ngồi đó thôi, mình uống đâu bao nhiêu. Rồi để cho giống như là mình giống như là một cái ao để mà người ta đổ nước vô vậy đó, mình ngồi mình để cho người ta đổ nước vô thôi. Tại có châm cứu chữa bệnh không? Không, lúc đó không có chữa bệnh. Cái còn một người bạn nữa, một cặp nữa các anh chị. Thời gian còn dài ha, còn cặp nữa. Cặp này cũng là hai người bạn thân của tôi mới chứ. Cái hai người quen nhau. Quan điểm của người Bắc sao cái đó mình không phải người Bắc, cái họ chịu bên nhau 10 năm các chị không cho cưới, nói ở Bình Phước chứ nhà nó là bây giờ ở thị xã Đồng Xoài kinh tế rất là vững, cô này ở Tân Bình, nhà thầy Tân Bình nhà tôi ở Bình Tân. À, ngược đi ngược lại cũng gần mà chỉ cần mình quay cái chữ lại thôi. Cái hai người cũng tạm ngưng thời gian, cái cô này cổ buồn quá tưởng anh kia anh bỏ, bắt đầu cổ gọi điện thoại cái anh kia không bắt, cái cổ chạy lên Bình Phước trên đường đi cổ bị tai nạn giao thông các anh chị, gọi điện anh này cũng không bắt máy nữa, cổ buồn quá gọi điện cho tôi tâm sự. Cái thời trước đâu có Zalo rồi như vậy để về nói chuyện các chị, điện thoại mà toàn là điện thoại mà nghe các chị biết là cổ mỗi lần nói chuyện ít nhất là nửa tiếng, mà không lẽ các chị với một cái ca như vậy các chị không nghe các chị khoảng mà nghe mà đau cái lỗ tai luôn á, nổ vậy. Còn bộ lương của cổ hàng tháng là chủ yếu là để gọi điện thoại, còn có nhiêu tiền là gọi thôi mà khổ như thế các anh chị. Thì cái thằng bạn này nó cũng dạ, không có biết cách giải quyết sao, cái nó thấy bạn của nó ở trước á, hai đứa quen nhau thì gia đình cũng không có cho lấy nhau, thì hai chị này trốn nhà đi một tháng sau quay về còn cho gia đình hai bên đồng ý tổ chức đám cưới, tại vì họ tổ chức đám cưới thế nào cũng có em bé ra đời thế là rồi. Cái nó nói ủa tại sao bạn mình không học chơi mình chơi mà không làm được như đó, cuối cùng là hai đứa bắt đầu quay lại và lấy nhau. Lấy nhau thì bây giờ cũng có được ba đứa con rồi, nhà thì cũng được mấy cái, kinh tế thì cũng ổn định. Rồi tiếp theo rồi về lâu dài là sao các chị, lâu dài là quốc gia sẽ sao ạ, phải nâng cao cái có nghĩa là sức đề kháng. Sức đề kháng đây là gì các chị? Sức đề kháng là chúng ta phải học hỏi nè, hỏi những người có kinh nghiệm nè, để xử lý những tình huống nó liên quan tới vấn đề về mặt xã hội. Hoặc là chúng ta đọc sách nè, tham vấn những người có kinh nghiệm nè. Ha. Thì như vậy thì sao? Và đặc biệt chúng ta phải rèn luyện sức khỏe. Tại sao? Chúng ta phải hiểu là gì? Thì những tác động về mặt xã hội không vào cơ thể ta, chúng ta đã chấp nhận được hoặc là chúng ta sẽ vượt qua rất dễ dàng. Còn nếu cơ thể ta yếu không đủ sức thì sao ạ? Tác động về tâm lý xã hội này nó sẽ làm chúng ta rất dễ bị ngã gục. Một trong những môn mà có thể giúp chúng ta mạnh mẽ lên, đương nhiên là ăn uống phải đầy đủ, là thực dưỡng, tập luyện hàng ngày để mạnh mẽ lên, đó là dưỡng sinh, là khí công, đúng không? Phải tập luyện chứ không có cách gì hết. Còn uống thuốc chẳng qua là gì à? Vì tôi bị suy kém quá, tôi không tập nổi, tôi mới uống thuốc. Các chị có nghe cái chuyện mà tái ông mất ngựa chưa? Có anh chị nào nghe chưa? Tái ông mất ngựa chuyện xưa, ngày xưa ông cụ này ông có nuôi một con ngựa. Thì các anh chị biết ngày xưa ở quê mà con ngựa là tài sản quý lắm á, bây giờ cũng là tài sản. Ví dụ con bò tài sản không? Mấy triệu. Ví dụ như rồi lũ lụt miền Trung á, bao nhiêu trâu bò chết, tài sản đó các anh chị. Người nông dân người ta đâu có tiền, mà bây giờ mất như vậy thì ông này mất con ngựa thì cả xóm bu lại nó trời ơi tội nghiệp ông quá, ông xui quá mất ngựa, ông mất bình tài.
ổng không hề biểu hiện buồn lo. Thời gian sau, mấy tuần sau, cái con ngựa này dẫn theo con ngựa con về. Cái mọi người nói, ủa sao thơm quá vậy? Bây giờ con ngựa con về, còn con ngựa con nó thơm quá. Bình thường, không có gì xảy ra. Cái thời gian sau, con trai của ổng cởi con ngựa đi. Thì do nó chạy nhanh quá, té, nó gãy chân. Mày đã sớm con vô nó, trời ơi, tội nghiệp ông quá, con gãy chân con ngựa này xui quá, ông làm thịt nó đi. Ông để quên thôi. Thì một thời gian sau, chiến tranh biên giới nổ ra. Trai tráng trong làng phải đi chiến đấu. Còn ông gãy chân, con cũng phải đi chiến đấu. Cuối cùng, trai tráng thì chết hết, không mình qua ông còn sao. Ở nhà mà, vậy thì, điều đó nó cho thấy gì các chị? Trong cái rủi, luôn có cái mai. Trong cái mai luôn có rủi. Vậy thì trong học thuyết của chúng ta là học thuyết âm dương đó các chị. Mình học thuyết âm dương rồi đúng không? Âm dương. Vậy thì gì à? Cực âm sẽ sinh dương, mà cực dương sẽ sinh âm. Vậy thì âm dương cái là gì à? Giống như rủi và mai vậy đó. Trong rủi luôn có cái mai, và trong cái mai luôn tìm ẩn cái rủi. Trong nguyên có cơ, trong cơ có nguyên. Hiểu không các chị? Vậy thì khi chúng ta gặp cái điều đó rủi ro, ví dụ chúng ta đi đường chẳng may bị ngã xe, té xe mà không bị sao á, thì cũng còn may. Ví dụ chẳng may bị mất chiếc xe, đúng không ạ? Thì cũng mình cũng nghĩ là gì, không có sao, không có bị gì, đúng rồi, hiểu không? Thì như vậy thì mình sẽ hóa giải được. Người ta nói là gì, của đi thay người gì đó, hiểu không các chị? Vậy thì mình phải tìm những cách để mình hóa giải nó. Tại vì chúng ta mà đau buồn thì chiếc xe mất rồi có tìm được không? Sao được? Nha. Yeah. Ngày xưa lúc mà hồi năm 1992 á, trên thành phố tôi có đem chiếc xe đạp. Đó là tài sản đó anh chị. Cuối cùng tôi bị người ta lấy cắp đó. Mà đi mua sách mà có chiếc xe đó anh chị, vui vậy. Câu chuyện có thật nha. Tôi cái này không phải là tôi kể chuyện cuộc đời tôi, mà tôi kể câu chuyện có thật. Năm 92 á thì tôi mới lên thành phố rồi đó. Mình là hai lúa thành phố, mình không biết đường nẻo gì. Đi xe đạp là toàn là lật bản đồ ra thôi á chị, chứ có biết đường đâu đi. Thì tôi có quen một cô ở bên Chợ Lớn. Cô này cũng lớn tuổi, lúc đó cổ giống như má tôi vậy á. Nhỏ má tôi mấy tuổi à. Thì tôi kêu một cô. Cái nhà cổ cũng có xe máy á chị, chỉ có xe đạp thôi. Thì mình có chiếc xe đạp, cái tôi chở cổ ra ngoài đường Nguyễn Tri Phương, bây giờ là trung tâm bán sách á, nó có nhà sách. Cái tôi vô để mua sách. Thì hồi xưa ở dưới quê mình đâu có phá xe á chị, đi thị trấn đồ á, mua sách không có giờ phá xe, thì lên đây mình cũng đâu phá xe, cái nó cùng cùng á, có gì xe. Cái tôi vô lựa sách, tôi vừa lựa thì 15 phút rồi, cổ chạy vô quá. Thế thế, vừa thấy cô thấy có một thằng kia nó dẫn chiếc xe của con nè. Sao mấy chị ra mấy đồ mất tiêu rồi, hay gì quá, bỏ phải chụp lại, phá cho thành phố, quá lại thật thà như thế. Xong cái chiếc xe nó lấy tiền, bắt đầu hai cô cháu đi bộ về. Bố xe cho anh chị. Cái đi bộ về xong cái khổ sợ tôi về quê bị gia đình, bị má tôi la. Xong cái khổ đưa chiếc xe đạp của con khổ. Đang đi làm á, mà đưa cho mình chứ, cái tôi đâu dám lấy. Cái cổ nó bây giờ phải nhận, đem về quê để ở nhà ta hay sao? Tôi đem về quê xong, má tôi la quá trời. Tại sao lấy cậu một tay về? Xong cái tôi gửi thư lên cho cổ. Cái cổ từ thành phố cũng đi xuống nhà tôi. Mà các chị biết ngày xưa mà năm chín mấy mà đường xá đâu có được như giờ. Trời ơi, quá đi, quả hỏi đủ hết. Từ ủy ban xã mà quả hỏi vô tới nhà tôi. Ở chơi mấy ngày xong là tôi đưa vô lộ, tôi trả chiếc xe luôn. Thì đó là một tài sản mà mình bị mất. Hồi đó là tài sản đó. Khi giờ xe đạp thì nó rẻ. Đâu có xe đi, thời quê mà ở thành phố còn đi xe đạp không, chứ đừng có xe máy. Thì như vậy, khi mất tài sản thì tự nhiên mình buồn chứ. Được các chị. Vậy thì chúng ta phải hiểu những cái tâm lý như thế này để chúng ta tìm giải pháp. Vậy thì chúng ta sẽ tìm những giải pháp tối ưu nhất. Không có giải pháp tối ưu thì mình vừa giải pháp khả dĩ rồi. Một câu chuyện có thật nha, tôi không tiết lộ nha.
một em đã hỏi tôi thì một câu chuyện này rất là buồn. Em có hỏi gì? Hỏi giờ thầy cho thầy xử lý sao? Rước bạn về nhà lo cho bạn. Cho có nghĩa là anh này thuê một cái nhà nghe, rồi cho bạn ở một phòng trong đó. Tại vì bạn cũng hơi khó khăn, bạn ở quê. Anh này cũng ở quê lên, rồi thuê cái nhà cho bạn ở đó, rồi cùng đi học nha, rồi cũng giúp đỡ tiền cho bạn. Vậy mà hậu quả gì các chị? Anh này anh về quê, anh này về quê thì đêm đó anh lên. Thay vì bình thường lên ban ngày thì không có chuyện gì, để lên ban đêm mà phát hiện ra một chuyện mà theo các anh chị sẽ xử lý sao? Anh bạn này đang ghi vào lại một hình ảnh mà anh nhìn thấy ngay trước mắt, mối quan hệ gì luôn mà nghe con bạn anh luôn. Theo các anh chị xử lý sao? Lúc đó anh đã có hai đứa con rồi, người ăn tay lão rồi ấy mà, hai người đang đang ABC gì đó trong phòng, ảnh nhìn thấy hết trơn. Tại vì ảnh lên vào con điên mà. Theo các chị xử lý tình huống ra làm sao, với vai trò là ảnh không biết xử lý sao, sát hại thôi. Ảnh rất là đau khổ các anh chị, tại vì một bên là bạn, một bên là vợ, cấm sừng. Đó là một câu chuyện có thật nghe, chứ phải tôi phịa. Dạ con đi để mất cái gì, tống thảo đi rồi làm sao này hết. Con tức tay rồi. Thì các chị, nếu mình rơi vào một hoàn cảnh như vậy thì cực kỳ là đau khổ lại. Thì cuối cùng ảnh xử lý tôi thấy cũng rất hay nha. Anh này thuộc dạng cũng là cao tài ấn. Dĩ nhiên là không đi vậy rồi, lại còn hai đứa con nhỏ. Rồi có mua miếng đất rồi, chuẩn bị cất nhà rồi. Thì anh nói với anh bạn là làm gì quê, anh đưa vợ con về quê để gì, để vợ ảnh á cách xa, và anh nói vợ ảnh là phải đổi số điện thoại, thay đổi. Và anh không xử lý gì bạn mình luôn, cũng không xử lý vợ, mà để làm sao, và vợ ảnh hứa là sẽ không liên lạc với anh này nữa. Các chị thấy một cái xử lý mà không phải ai cũng có đủ bản lĩnh xử lý như vậy, đa phần người ta sẽ sao các chị, nhất là những anh nóng tính có vỏ ha, bài vô thì đối phương không ăn đá thì cũng ăn dao được, chém chết luôn các anh chị. Và sau đó càng như vậy, như vậy thì hai đứa con phải rất khổ. Vậy thì quên là bạn gặp chết rồi đỡ như vậy. Vậy thì đó là anh này anh rất là bình tĩnh các anh chị, cực kỳ bình tĩnh và anh xử lý rất là khôn khéo. Điều đó là cho thấy một người phải nói là thật sự thì anh cũng đã từng trải các anh chị. Anh có nghĩa là anh cũng bốn mấy rồi, ba mấy bốn mươi rồi. Có nghĩa là về mặt gia chạm, về mặt xã hội á, thì anh lên đây là anh cũng làm ăn rồi, cũng học hành rồi ha. Thì vậy thì các anh chị phải hiểu là gì? Những cái tình huống như vậy là chúng ta phải gọi là sao ạ? Phải bình tĩnh, điểm tham vấn, phân tích đầy đủ và lựa giải pháp tối ưu. Giải pháp đó làm sao không bị tổn hại gì, cái đó mới là quan trọng ha. Còn đương nhiên là chúng ta manh động này nọ thì rất nguy hiểm. Vậy thì người ta nghiên cứu các cụ ngày xưa sống thọ sao các chị, rất là hiền lành, điềm đạm, tránh những mâu thuẫn, lạc quan, ít giận dữ, và đặc biệt là gì, thủy chung. Tại sao thủy chung có lợi? Chính cái thủy chung này sao các chị, hạn chế được lây nhiễm bệnh qua được tình dục, nó là một trong những cái có thể làm cho người ta giảm thọ đó. Rồi lỡ gì không thủy chung thì sao bà lớn bà nhỏ thì đúng nhau uy đồ thì sao, sao đau lắm cũng tổng tai biến thì cũng nhờ máu cơ tim mà chết thôi nhé các chị. Vậy thì rất nguy hiểm ha. Anh cứu thấy là định cụ sống. Vậy thì sao các chị, về thất tình nè, về hỉ nộ ái ố không có số á. Vậy thì các tạng phủ bên trong rất là ổn, rồi về mối quan hệ gia đình cũng ổn, đầu óc nó thảnh thơi đúng không, cái đó quan trọng. Còn đầu óc mình lúc nào cũng
mà chết cha không biết chừng nào bà lớn gặp mặt bà nhỏ, hai bên biết chiến đấu làm sao, rồi nhiều dòng con nữa thì sao. Trời ơi, quýnh nhau chứ ché, tôi thấy nhiều cảnh lắm các anh chị, mệt nhức đầu lắm. Đây các cụ thường biết nói, tại sao biết nói các anh chị, các chị mà nói nhiều quá thì hại, tôi mà nói nhiều là nhưng mà tại vì tôi hướng dẫn các chị tôi phải nói, chứ không lẽ giờ các chị nhớ cái câu chuyện mà cô giáo dạy toán của trường cấp ba ở cái gì ở nhà bè đó, cái bữa mà đại thì hội nghị cuối năm tuyên dương học sinh giỏi cấp thành phố thì có con bé nó đứng lên nó khóc quá trời luôn. Nó khóc gì các anh chị, nó nói lớp con á cô giáo dạy toán không có dạng bài, lên lớp cô chỉ biết vậy thôi, học trò chế các anh chị. Các chị có tin một cái chuyện như vậy không? Cuối cùng cô giáo dự trí là bị chuyển trường. Nghĩ đi, tôi hướng dẫn các chị tôi phải nói, còn nếu tôi không nói thì tôi cũng bị đuổi việc ha, đúng không ạ? Rồi vậy thì ha, chúng ta phải hiểu là gì à, đánh dữ về sắc dục nè, sắc dục thì hại gì các anh chị? Hại thận, hại tâm, đúng không? Tâm thận sẽ bị ảnh hưởng. Ma túy rượu chè thì hại gì? Cát, đúng không? Đúng không? Còn rồi sao mà lập gia đình sớm thì lại sống thọ vậy các anh chị? Thì không có lăng nhăng, không có đi tầm bậy bạ thì ít bị dính những cái bệnh liên qua đường tình dục chẳng hạn. Còn nhiều anh đi bú xua thì sao, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, lỡ nhìn thấy bên ngoài thì đẹp nhưng mà trời ơi sầu riêng không, ở bên trong đó thì không. Các chị chưa thấy bệnh viện nào mà thấy có nhiều thầy Vũ nè, bây giờ bệnh viện phụ sản đó, Gia Liễu nè. Các chị mà thấy một lần thôi các chị sẽ trời uống lý rút lắm các chị. Và cái bệnh gọi là gì, mồng gà gì đó, giống như một cái hang động mồng gà quá trời luôn á. Bởi vậy mấy anh mà khoái đi chơi bời chỉ cần nhìn cái hình ảnh vô cái xin vô khám ngay chỗ mà các anh chị thấy mấy cô vô rất đẹp, đẹp không à, cậu đi ngoài đường là mà trẻ hát các anh chị thấy khoái luôn á. Nhưng mà sao vô đó ăn trời ơi mồng gà ống mà trời ơi các chị quái luôn á. Bởi vậy cẩn thận nha, không có đi tập bậy tập bạ, nhớ đi thiệt mà. Rồi vậy thì chúng ta phải có lối sống tích cực này ha, tăng các quy luật của xã hội nha. Rồi rồi vuông nhìn nhận một vấn đề luôn có hai mặt đó, quy luật nhân quả ha, chúng ta phải nhớ. Tại vì quy luật nhân quả đây là gì, ngay cả triết học Đông phương cũng như là Tây phương cũng có nói về luật nhân quả. Giống như nhân quả là gì, chúng ta lấy hạt ớt chúng ta gieo xuống thì không thể nào lên cây cà, đúng không? Hạt ớt sẽ lên cây ớt, hạt thóc lên cây lúa, trứng gà sẽ nở ra con gà, chứ không thể nào trứng gà mà nở ra con vịt được nha các chị. Vậy thì nhân nào sinh quả ấy. Rồi thôi kết thúc ha. Rồi thôi ha, thôi nha các chị. À, đột quỵ thì thứ hai tôi sẽ nói cho các chị sâu vậy đó dưới cái phần